Dạ thưa sư, con có một người thân lúc trước họ nói cho con một món đồ, nhưng có lẽ trong lúc cao hứng họ nói, nhưng có nói trực tiếp với con, mà giờ họ mất rồi, vậy kiếp sau họ có phải trả không? Xin thưa, cái chuyện là ai đó hứa cho mình cái gì mà sau đó không cho? Thì họ chỉ mang cái lỗi là thất hứa, chứ họ không mang cái lỗi là mắc nợ. Nhớ nha, họ chỉ là thất hứa thôi. Thì cái lỗi thất hứa đó, nó cho một cái quả báo là sau này làm ăn sẽ bị thất bại, chứ nó không mang cái lỗi là mắc nợ. Giống như là mắc nợ thì mình trả nợ, hoặc là mình bị nghèo. Thì đây là hai cái kiểu nghiệp khác nhau, cho nên là kiếp sau có thể họ không phải trả mình. Nhưng mà họ sẽ bị cái mang cái nghiệp là làm ăn thì nó dễ thất bại. Cho nên sẵn đây thì sư nhắc quý Phật tử luôn là khi mình có hứa với ai đó cái gì thì mình nên tôn trọng lời hứa của mình và thực hiện điều đó ha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo. Dạ con đang phải học một môn học cần thí nghiệm trên chuột bạch, phải mua nó về và thử thuốc là thuốc bổ nên không ảnh hưởng đến tính mạng nó. Sau khi học xong cần phải xử lý nó bằng nhiều cách. Cách được khuyên dùng là đưa cho anh trợ giảng xử lý bằng việc giết nhân đạo, có nghĩa là có cách giết cho nó không kịp cảm nhận được nỗi đau. Cách này con không dùng, nhưng con không thể nuôi nó được, nên có một vấn đề khác từ bạn con là bán lại cho người khác. Số tiền bán được con không lấy mà đưa bạn hết, nhưng có nhiệm vụ là cầm hộ bạn tới chỗ bán. Thì con xử lý như vậy có đúng trên tinh thần của Phật giáo chưa? Mong sư chỉ bảo giúp con thêm. Bây giờ nói chung là cái con chuột đó làm cái gì? Thì lời khuyên của sư á, là mình kiếm chỗ rồi mình thả nó đi, hay là mình đem cho ai đó thì cho, còn xong rồi là mình không có liên quan nữa. Chứ còn mình không nên bán nha, tại bán nó cũng là bất thiện. Thì mình kiếm cái chỗ nào đó mà mình có thể thả nó, rồi nó sống sao đó, nó sống. Rồi, sư qua câu hỏi tiếp theo.